Theo Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam sẽ được xây dựng trên khu đất 74 ha, diện tích sử dụng khoảng 38 ha tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ban chỉ đạo đã trình Bộ Quốc phòng phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển thiết kế, quy hoạch kiến trúc, bảo tàng, đồng thời xây dựng đề cương tổng quát và hình thức trưng bày, sưu tầm, bổ sung hiện vật, dự án xây dựng đào tạo nguồn nhân lực. Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cũng đã hoàn thành nghiên cứu khảo sát bảo tàng ở Belarus, Ukraine, Nga và một số bảo tàng mới được xây dựng ở tỉnh Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum để hoàn chỉnh đề cương chi tiết nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam mới. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam mới sẽ tiếp tục trưng bày các hiện vật, tài liệu, hình ảnh tái hiện một cách sinh động lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, song trên quy mô và số lượng lớn hơn.